Xin chào quý vị khán giả. Để chứng minh tác dụng làm tan mỡ máu trong cơ thể của tinh dầu thông đỏ thì hôm nay chúng tôi sẽ làm hai thí nghiệm. Xin giới thiệu các vị khán giả, đây là tinh dầu thông đỏ. Đây là mỡ động vật. Và đây là nước nóng 100 độ. Về thí nghiệm thì chúng tôi sẽ thực hiện thí nghiệm đầu tiên là mỡ động vật. Đây là mỡ động vật này. Khi tôi cho tinh dầu thông đỏ vào mỡ động vật, sau khi quấy đều, chúng ta sẽ xem mỡ động vật và tinh dầu thông đỏ sẽ tương tác với nhau như thế nào, phản ứng với nhau như thế nào. Tinh dầu thông đỏ sẽ dần dần làm tan cái mỡ động vật. Như chúng ta xem, chúng tôi quấy đều để cho phản ứng được tương tác. Mỡ động vật sẽ nhanh chóng được tinh dầu thông đỏ sẽ hòa tan. Những cục mỡ sẽ được tiêu dần. Phản ứng giữa tác dụng của tinh dầu thông đỏ và tác dụng tiêu mỡ. Cho nên là khi chúng ta cho tinh dầu thông đỏ vào cục mỡ động vật thì mỡ động vật sẽ được hòa tan và sẽ tiêu đi. Như thế thì như tác dụng của tinh dầu thông đỏ trong điều trị rối loạn chuyển hóa mỡ, thì như chúng ta đã biết là khi mà những người có mỡ máu cao là do cái mỡ trong lòng mạch sẽ các phân tử mỡ máu như triglyceride và LDL là có phân tử lớn, cho nên nó đi chậm và mỡ nó sẽ bám vào thành mạch và nó gây ra xơ vữa động mạch. Và đấy nó là một trong những nguyên nhân mà gây cao huyết áp, rồi gây đột quỵ và một số bệnh tim mạch và nhồi máu cơ tim, vân vân. Đây, sau một thời gian thì tôi làm thì hiện tại bây giờ là cái cục mỡ động vật đã tan, coi như gần như là được tan hết. Sau khi mà mỡ động vật tan ấy thì chứng tỏ rằng tinh dầu thông đỏ có tác dụng kiểu như làm tan trên lâm sàng. Có thể khi mà tinh dầu thông đỏ vào cơ thể thì nó có tác dụng là làm tan những cục máu mà đi trong lòng mạch và làm cho tốc độ dòng chảy nhanh lên và nó tiêu đi và làm cho dòng máu được lưu thông bình thường. Như thế thì mỡ sẽ không đọng vào cái thành mạch và sẽ không mỡ động mạch. Xin mời quý vị khán giả tiếp tục chúng ta sang thí nghiệm 2. Đây là nước sôi 100 độ. Đây là mỡ động vật. Đây là nước sôi, chúng tôi đổ nước sôi. Cũng như là thí nghiệm 1, chúng tôi quấy đều để chúng tôi đánh giá xem mỡ động vật tan như thế nào, để chúng tôi so sánh. Như các bạn đã thấy nhé, mỡ động vật cũng tan, cái thời gian tan sẽ chậm hơn và chúng tôi sẽ quấy đều. Nhưng trên mặt của thí nghiệm 2 thì có những cái váng mỡ vẫn nổi lên. Chúng ta so sánh giữa hai thí nghiệm giữa tinh dầu thông đỏ và mỡ động vật, và hai là nước sôi và mỡ động vật. Thì chúng ta thấy xét nghiệm 1 ở tinh dầu thông đỏ và mỡ động vật thì hoàn toàn tan và trong suốt, không có vẩn. Nước sôi và mỡ động vật mặc dù tan nhưng không tan hoàn toàn, có những cái váng mỡ nổi lên trên. Chứng tỏ rằng tinh dầu thông đỏ có tác dụng tốt trong cái tiêu mỡ của mỡ động vật. Đây là mỡ mà mỡ động vật và tinh dầu thông đỏ tôi cho vào môi trường nước đá. Đây là nước nóng và mỡ động vật cho vào môi trường nước đá để xem có ngưng tụ không. Khi chúng tôi cho hai cốc tinh dầu thông đỏ và mỡ động vật vào tốc cốc đầu tiên này, và mỡ động vật và nước sôi 100 độ, sau đấy
chúng tôi lại cho thử nghiệm vào nước môi trường nước đá, thì tinh cốc tinh dầu thông đỏ và mỡ động vật hoàn toàn không bị đông kết, không có váng. Xin mời các bạn xem. Còn mỡ động vật vào nước sôi thì bắt đầu kết tủa. Qua cái kết quả của thí nghiệm thì chúng tôi thấy rằng tinh dầu thông đỏ có tác dụng tốt để điều trị mỡ máu. Và hiện tại trong đề tài nghiên cứu nhị thập huyết mạch khang là gồm có tinh dầu thông đỏ để điều trị rối loạn chuyển hóa lipid máu của chúng tôi hiện nay đang thực hiện tại Trung tâm Nghiên cứu Thuốc Dân tộc. Bước đầu đã có những kết quả rất tốt. Tinh dầu thông đỏ nó có tác dụng tiêu mỡ trong rối loạn chuyển hóa lipid máu. Theo Tây y là có 4 thành phần: cholesterol, tri và LDL và HDL. Tức là trong mới thử đầu ban đầu có một số bệnh nhân thì thấy ba cái giảm, tức là cholesterol, tri và LDL, và một cái tăng là HDL. Thì trong quá trình chúng tôi mới thực hiện cho nên chúng tôi sẽ tiếp tục làm nghiên cứu để thử nghiệm, để làm sao để đề tài có kết quả để đem ra áp dụng đối với tỷ lệ bệnh nhân rối loạn chuyển hóa lipid hiện nay chiếm gần 34% dân số. Cho nên là bài thuốc này là bài nhị thập huyết mạch khang có tác dụng hoàn toàn là thảo dược và kết hợp với tinh dầu thông đỏ. Hoàn toàn nó là thảo dược cho nên nó không có biến chứng, mà hoàn toàn nó là thảo dược cho nên là an toàn, để giúp cho những người mà có rối loạn chuyển hóa mỡ được điều trị. Đây là xét nghiệm mà chúng tôi là thực nghiệm trên lâm sàng xét nghiệm, và chúng tôi cũng sẽ tiếp tục để nghiên cứu để ra được những có cái hiệu quả tốt nhất, bài thuốc có hiệu quả tốt nhất để phục vụ cho cộng đồng và cho bệnh nhân.